Đây các bạn ha. Đây các bạn. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối máy in MTV3 Bluetooth này bên mình để in cái hóa đơn bán hàng trên cái phần mềm chủ tiệm Boss nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn lắp giấy vào nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth nha các bạn, không có sử dụng mực, các bạn chỉ cần sạc đầy pin và các bạn in thôi nha. Thì đây là máy in cầm tay khổ giấy là 80mm hoặc là 80cm đó các bạn. Thì khi mà các bạn mua máy á, thì các bạn sẽ được một cái máy in nè, một cái củ sạc nè, một cái đĩa driver để cài máy tính, và một cái cuộn giấy và một cái cọng cáp sạc nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Khi mà các bạn mua máy về á, các bạn mở cái cục pin sâu ra nè. Rồi các bạn tháo cái miếng dán ở đằng sau ra nha. Thì miếng dán này bên mình sẽ dán để cách điện khi mà trong cái quá trình vận chuyển nó được an toàn nha. Rồi chỗ này á, thì cái cổng sạc nha các bạn. Đây cổng tai si nha các bạn. Các bạn mở ra các bạn sạc nha. Hoặc là kết nối với cái máy tính hoặc là laptop á. Còn gắn giấy vào thì các bạn lấy hai ngón tay cái và ngón tay trỏ nè, các bạn bật cái chỗ này lên và ngón cái bàn tay kia các bạn chịu lại, các bạn bật lên là sẽ lên nha. Giấy thì các bạn bỏ theo cái chiều này nha các bạn. Cái tờ giấy thì nó hướng vào người của mình và mình để giấy nó lồi ra một chút xíu để nó in ra được nha các bạn. Thì đây là khổ giấy K80. Thì cái khổ giấy này hiện tại là cái khổ giấy in hóa đơn bán hàng nó bự nhất thời điểm hiện tại nha các bạn. Đó. Thì bây giờ các bạn mở cái máy in lên nè. Các bạn bấm nút nguồn nè để các bạn mở lên nè. Rồi cái nút bên này là cái nút xả giấy nha các bạn. Đó, các bạn bấm một cái là giấy nó sẽ xả ra. Khi mà các bạn in á, cái chữ nó còn nằm ở dưới á, thì các bạn bấm nút này để các bạn xả ra để cho nó không bị mất chữ nha. Ok các bạn, thì sau khi lắp giấy vào rồi á, thì ở đằng sau cái máy in đó các bạn tháo cái cục pin ra nha. Bên shop có dán cái miếng dán cách điện để vận chuyển nó được an toàn á. Mình tháo cái miếng dán này ra để mình sử dụng nha. Ok, mở máy lên, bây giờ mình sẽ kết nối với cái phần mềm chủ tiệm Boss để mình in cái hóa đơn bán hàng nha. Ok, mình vào cái dấu ba gạch nè các bạn. Rồi thêm nè. Mình kéo xuống dưới vào chỗ cái máy in nè. Rồi mình thêm máy in nha. Rồi mình chọn cái máy in hóa đơn hoặc máy in sticker. Đây mình in hóa đơn. Cái máy in của mình là máy in hóa đơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái module. Bây giờ mình sẽ chọn cái module khác nha. Mình sẽ đặt tên cho máy in nha. Tên máy in thì các bạn muốn đặt tên gì cũng được nha. Rồi ở đây các bạn chọn khổ giấy là 80 nha. Tại vì giấy in của mình là khổ giấy to, khổ giấy 80mm nha. Các bạn bấm vào chỗ tìm kiếm nè. Các bạn nhớ bật cái Bluetooth lên nha. Rồi MTV3 nè các bạn. Các bạn chọn vào MTV3. Xong rồi các bạn bấm thêm máy in. Ở đó các bạn có thể bấm kiểm tra máy in để in thử cũng được nha. Hoặc là các bạn ra ngoài các bạn tạo cái đơn các bạn in thử. Ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình tạo một cái đơn để mình in thử nha. Mình sẽ lấy cái đơn cũ của mình để mình in thử cho các bạn xem nha. Đây, in hóa đơn nè các bạn. Đây các bạn ha. Để mình in một cái đơn khác cho các bạn xem nha. Đây các bạn nha, cái khổ giấy chữ rất là to, rõ và nét nha. Chữ rất là đẹp nha các bạn. Đây nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái liên kết cái điện thoại Android để in cái hóa đơn trên cái chủ tiệm Boss nha. Thì trên cái điện thoại Android các bạn vào trong chỗ cái cài đặt nè. Các bạn bật cái Bluetooth lên nha. Bật cái Bluetooth lên. Các bạn bật cái Bluetooth lên, sau đó các bạn ghép đôi nha. Ghép đôi với cái máy in MTV3 này nè. Trên cái điện thoại iPhone đó thì các bạn không cần ghép đôi, nhưng mà điện thoại Android các bạn cần phải ghép đôi nha. Cái bát ghép đôi là 4 số 0 nha. Rồi nó nhảy lên đây là đã được ghép đôi nè. Bây giờ mình sẽ quay lại với cái phần mềm chủ tiệm Boss nè. Bây giờ mình sẽ vào trong đây mình kết nối một lần nữa nha các bạn. Các bạn cũng vào thêm nè. Máy in nè.
Rồi thêm nha. Chọn máy in sticker, máy in hóa đơn. Rồi cũng chọn cái module khác nha. Rồi đặt tên máy in. Tên này các bạn đặt tùy ý nha. Rồi ở đây mình cũng còn giấy là khổ 80 nè. Rồi bạn tìm kiếm. Rồi tên MTP3 nè các bạn. Rồi các bạn chọn nha. Rồi sau đó các bạn thêm máy in hoặc là các bạn kiểm tra mình in thử nè. Đây các bạn ha. Đây các bạn, chữ ra cũng rất là đẹp và nét nha. Máy in cũng khá nhanh đó nha các bạn. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình in thử cho các bạn xem nha. Thêm máy in nha. Rồi mình cũng lấy cái đơn nãy mình in cho các bạn xem luôn ha. Rồi các bạn nha. Ok các bạn, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, các bạn xuống dưới phần mô tả mình có để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần mô tả. Các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.